Dạ Tân, xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là Tân đi chợ ngày 27 tháng 11 của chú anh chị. Gì vậy? Tôi gặp anh mừng như vậy. Hả? Tôi gặp anh mừng như vậy. Nói gì? Nói sao gặp anh mừng như vậy? Sao anh chưa mà chim nữa, tối ngày giới thiệu chim không à? Sợ anh lên kiếm chim bà Sáu hay sao? Chỉ có chim rậm chứ ngoài đây thôi. Sao sợ anh lên kiếm chim của bà Sáu vậy mà anh hoài vậy? Đúng rồi, tao kiếm chim bà Sáu. Thảo rồi, tao thảo cự nữa à. Kêu chim chim nữa Thảo. Kêu chim chim với Thảo cự anh nữa, lên lo chim bà Sáu rồi à. Mỗi ngày lên chim bà Sáu luôn à. Chết luôn. Vũ là cái cách của anh đó. Ai có 5kg gạm bây giờ Thảo. 5kg hả? À. Lấy em gọi đại đi. Rồi. Cái bởi ít chè 60kg vậy? Này giá nhiều mà. Chết quá. Đang bán cho bạn hàng cho nên không có nói giá. Là mô si mà. Nhiều vậy? 25 5kg nha. Nay vô nhiều được, rẻ được 5.000. Ai biết đâu thì cứ chừa được rồi, bán nhiêu bán chừa anh được rồi. Ở bữa nay sao có mấy con nhỏ nhiều quá vậy? Hả? Dạ. Mấy bữa trước thấy nó bự lắm rồi nè. Ở đây cứ bán đi. Bán đi giờ này sớm mà cứ dặn thôi. Không phải, bán thì được rồi đó, mà nó không có bự ít. Ừ, thì cứ nhớ cái cột cái cọng dây thun gì đó vô đó làm dấu đi. Để anh coi còn cái gì. Họ có chim không? Đây có. Để anh coi, trong đơn khó không để đi lên chảnh mua nó các em nói nữa. Vậy không ơi, Sáu ơi, Sáu ơi. Có em Thảo để chặn con mua cái chim của em Thảo. Không lao không gà không ăn. Không lao không gà nhiều. À, bữa nay bù đầu cái gì ướt mình cho nghe em. Bữa nay bù đầu cái gì bữa nay ướt mình cho vậy. Bữa nay chủ nhật mà. Đến thôi em có. Gì đó có cái tầm bự không đó này là một tí gì á. Ok bữa nay ngon à, bữa nay đặt cái này là có luôn không, chứ một bữa đâu có đúng không? 4-5kg có luôn à? 5kg có rồi đặt được rồi. Hả? Dạ có lấy, anh lấy liền không? Lấy đi để ngồi hết sao? Chủ nhật mà giá không dạy nhiều, mấy cái tầm lớn biết không, biết không bổng không? Giá giờ nào cái tầm giật giá có tầm. Cái tầm nhỏ không gà nó 301 không, mấy tầm lớn nhiều quá. Thôi giờ bắt không mấy con rồi, bắt trước đi, đi lại mua cái tầm trước á, sợ hồi hết. Tấu ơi, cái tầm lớn giá nhiều em, lớn luôn á. Rồi 4-5kg cũng vậy không hả? Ok. Làm 310 luôn, không có bằng giá cái nhỏ luôn, ký rưỡi cũng 310. Tại không gà không mua tầm lớn của chú anh chị. Tầm lớn không gà nó không có xay. Không có ai mua dặn nó chứ lại cái tầm xay đó 4-5kg, 5-6kg đó, gà nó không ít lắm, nó thường thường nó có tầm 2kg, 2kg mấy là nó dễ mua nhất. 310. Wow. Nay chủ nhật rồi sao chị ba ơi? Út kỹ à? Út kỹ à? Chơi luôn. Chị em mình không có chủ nhật hay thứ bảy hay ngày thường vậy đúng không? Vậy đúng không? Đại được không? Chị em mình có này có kia phải không? 100.000 trăm với tôm 20 con 120. Cái gì? 24 lượng hả? Dữ vậy? Ủa sao lên tới 20.000 như vậy? Trời ơi. Định nói 20.000. Trời ơi,
chị mua là 15 con, nó giúp giá chị 150 chị mua. Khác chị năm nãy nó 150, nó bán nó 370, chị bắt buộc chị phải mua 57 cái lô ra, chị nói mất hết 20 triệu đấy. Lỗ luôn. Lỗ luôn. Lỗ trong đó luôn, gia đình nó nó rẻ là như nó xuất ra. Thôi. Thì nó nghe rẻ, nay nó mắc quá cái mình đẻ đẻ này rồi. Chợ mà tôm biết đâu. Dạ mà. Bắt được luôn cái trước mặt luôn á, chứ đừng nói là qua chứ nào. Là tâm kia bình thường, cái giá bình thường đúng không? Là nó hút hút hàng lớn à? Nói chung cái hàng đó cũng lên giá nữa, nhưng mà chị cũng có lên 25 con y cũ không? 100 nghìn. Lấy lỗ lên cái làm hả? Lấy lỗ lên. Lên tôm này thì với lại ốc rồi á, Tân hay nói trên kênh á, nói vậy cô chú anh chị mua thì cũng mua theo giá chợ rồi, chứ Tân không có kê 20-30 ngàn hay vậy, cái tiền lợi trong trong đó cô chú anh chị phải xem kênh mới hiểu ha. Tại Tân đi mua hộ cô chú anh chị lấy có 10 ngàn ký à, khi cái chợ lên xuống, lên thì mua lên, xuống thì mua xuống, chứ Tân không biết sao nói sao nó đi chợ búa. Cái này cũng phải chủ nhật nữa hay cái giá khác thường rồi vậy, chứ mấy con tôm này tôm với lại ốc với là mực, mực thì đánh đổi nó không có lên nhiều đâu, dù lên tầm 10 ngàn trái nó mình lên 20 ngàn, nhưng mà ốc có thể lên mấy chục ngàn ký luôn. Tôm càng này cũng vậy, tên tôm càng với lại tôm sú nó lên, nó lên hỗn, tôm thẻ cũng vậy, nói chung tất cả loại tôm lên, nó lên là lên mấy chục ngàn, nó khi nó rẻ rẻ hơn cũng mấy chục ngàn, không hiểu nổi luôn. Đó. Để dặn mớ tôm, tôm bữa nay 25 con dạng tôm lóng, thường thường tôm quay 100 ngàn á thì nay lên, nhưng mà chị không có lên, có tôm lớn thì lên giá của chú anh chị, tôm 20 con mới gọi 120, bữa nay lên 140. Chắc phải suy nghĩ lại rồi mua, có mua không, có mua may nhiều người à coi kênh đó thì hiểu không nói, nhưng mà có, ủa sao mới qua quay 120 bây giờ lên 140 thì nó cũng kỳ quá, không biết nói sao luôn. Bây giờ xử lý rất là khó, tại vì nửa đêm Tân gọi phiền của chú anh chị rất, có người thì bắt máy, còn có người nó đi làm về mệt nó kia gọi phiền, còn không gọi thì sáng sơ thắc mắc giá không tội nghiệp Tân người vậy đó. Cái này cũng khó lòng. Để em cộng bao nhiêu ký rồi làm đi chị ba. Cái gì? Mú đỏ hay mú sao? Có không? Bạn lấy giờ vô bạn sao giờ gì luôn. Hàng hiếm nè, em chịu quay cho người ta ăn. To quá, con nhỏ xíu đi. Nó dặn luôn. Nhận ba con, mấy con nào quất ba con đó trả tiền thẩm luôn á. Giá nhiêu à? Rẻ rẻ không? Này đó bạn. Mấy giờ bạn 3 xị. 300 mấy nè, bán 3 xị luôn à. Này tại đầu này đầu lái nó rẻ. Vậy chứ bán 280 vừa. 280 thì chốt luôn. Nó còn nhỏ nhỏ hơn như bắt ba con đi. Vừa vừa con tầm 1,5 kg 2 kg được rồi. 1,5 kg 2 kg không có. Dặn ba con không có sai cỡ gì trơn, dặn mà cá mắc tiền mà dặn ba con trả tiền cái là lấy đại vừa vừa được rồi. Vừa vừa thôi, tại bự to quá. Nó vừa vừa thôi. Nó ngon không? Trời sao bữa nay sao giờ cá bự không vậy ta? Bạn bắt con ba con vừa vừa thôi bạn ơi. Giờ này cầm hơi quá mà. Mới đi đám rồi xong rồi đi chợ luôn. Đó, đó rồi. Vừa vừa ba con đi. Nếu để khi người ta dặn ba con mà không có dặn sai cỡ rồi mua đưa cá bự. Phải dặn sai nhiều ký rồi tôi biết tôi mua. Hôm qua có xe nhỏ nhóc hết trơn, bữa nay xe ba lớn không vậy? Dạ ba con lớn nhỏ nhất. Bằng con này nhỏ hơn nè. Bỏ con này lại đi. Con này ngon nè. Ồ cứng nhắc luôn á. Cha mua ba con cá này qua mai chắc trả tiền thẩm đạn luôn à. Nổi tiếng luôn à. Có thiếu nợ ai không? Có thiếu nợ thì né né cái né né cái kênh của em ra nha, có thiếu nợ.
Gì vậy? Sợ mấy ông này qua mùa World Cup là trốn không? Chết bạn ơi. Bình thường. Ba con này có nhiêu ký bạn? Thiếu nợ chứ thiếu dây chứ không có giật ai. Đúng rồi. Này cá quá trời luôn, bữa nay mua không gì trơn. Nay có cá hừng ngon quá. Cá này má có thằng bữa nay nó mất điện thoại nè, nó giờ đang buồn nữa. Ai vậy? Ai? Ồ, bữa nay ai mất điện thoại vậy? Mấy ký hả? Rồi đợi đi. Chàng không nhận ký chân ai biết được không? Nhận ba con. Ba con 3 ký, mai vào qua 6 ký là làng nữa. Cá này đâu có nổi. Cá sắp mấy ký hả? Giá nhiều. 101. Này có cá bè trang về ngon quá trời luôn. Cá này lâu lâu mới vô lần nè cô chú anh chị. Cá này mắc không vậy? 70 hả? Cá ngon quá. Cá này lâu lâu mới vô lần. Cá phèn này lúc gà nó có nhiều lắm cô chú anh chị. Cá này thịt dữ lắm, thịt nhiều lắm. Nhiều kho, chiên nhiều cũng ngon. Cá phèn này hồi xưa nó nhiều, xứ Tân cũng có nữa, bây giờ nó tuyệt chủng luôn. Bây giờ nó chỉ có vùng Cà Mau có. Này có cá mồi. Cá này về kho gục xương. Xương dữ lắm xương. Đứng lại, chim mén đâu, chim mén đâu. Mén đâu, đâu. Cái gì giấu không vậy? Để mấy em vừa Diễm Thí chọc quá trời chọc, tối ngày lên chim có gì sáu không, không lên chim mấy em. Ở trên đâu bán chim này đâu. Mà ăn bếp luôn á hả? Ở trên chim nhỏ là như được chim bự giống vậy. Chim này nhiêu ạ? Bán mạng 320. Mắc chưa ạ? Bán én này én xịn á, để lên bao nhiêu rồi? Con 4 lạng nhiêu? 6 lạng. Làm cá 6 lạng mèo cũng 350 ngàn, 320 còn rẻ. Làm gì 6 lạng, cá này 6 lạng giỡn hoài bỏ lại anh. 6 lạng. 4 lạng 5 lạng. Chim én với chim vàng. Chim én với chim vàng rất là mắc cô chú anh chị, mà ăn ngon lắm. Chim này ăn rất là béo. Chim vàng là tới xuất khẩu là có 400-500 ngàn ký. Chim vàng là con chim kia nó cũng giống như chim én vậy đó. Bỏ lên thử mấy ký. Ôi sao nặng dữ vậy ta, nặng dữ vậy. Bớt đi, 320 đúng giá, bán người ta 350 thôi. Hay quá. Bán ai ở đây, bán ai được cái giá quay lên đây là bạn hàng vô đây biết giá hết trơn rồi, bạn bán ai được? Đó, bán mối á. Mối nào? Mối này mình giấu vô trong là hiểu rồi. Mối nào ở đây cũng coi cái kênh của mình với các bạn ơi. Xây này xây nửa ký 6 lạng không ạ? 10 con á nhỏ, 10 con không? 10 con. Lấy cờ, lấy cờ, từ đây nha ơi. Bắt mấy con bự bự đi quý. Bắt mấy con bự bự. Hả? Về cái. Hai cái này bán. Bán hả? Đừng nói gì hết. Nó bị chửi chơi. Kêu gẹo cho chửi chơi. Lấy mấy con. 3 ký. Ông chùm về tới, ông chùm à. Đó, ông chùm đó. Ông chùm về đó. Ông chùm muốn chửi ai chửi.
lấy điện thoại không? Ờ mắc điện thoại. Không có lấy thiệt hả? Chắc chó. Cũng có nãy giờ tao biết cái gì. Điện thoại nó mắc rồi. Mở ra lấy tự nhiên đi. Mở cái hảo mở camera ra. Đi vòng vòng nãy giờ kiếm một trứng quá đẹp. Cái đó khỏi lựa trứng cũng bán được 18 ngàn rồi đó. Quá xá đẹp luôn. Miner không đúng không? Mới tươi xanh như mới biển mới bắt lên. Nó đánh bắt cái giờ là nó đánh bắt sáng cho nó vô, bây giờ tối lần tới đây bởi vì nó vô liền. Trong ngày mà. Cái này gì không? Có không? Có đủ không ta? Đủ không? 10 kg đủ không? Trứng lúc vàng nó không có đầy của chú anh chị. Trứng nó dạng dừa thôi. Là lâu lắm mới lên đây mua lại. Trời ơi con lá đẹp. Sống luôn. Nặng ơi có không? Có trứng không? Có phải không? Con nào có trứng này nó lụm ra. Lấy ra vậy? Lấy 10 kg mà. Có nay nhiều hả? À? Lâu quá trời đã luôn, quá xá đẹp luôn. Là nhỏ lên nay nhiều hả? 140. Lỡ 10 kg đi ha. 10 kg. Đi vòng vòng nãy giờ không có chỗ nào có mực trứng hết trơn. Lên chỗ này hên có ống lao nhiều. Có ống lao nhiều, chỗ dì bảy hôm nay cũng không có mực trứng nữa. Chỗ còn bé không có luôn. Chỗ dày với kia thì nói chung có, phải đi chịu đi khó đi gom chỗ vài ký, vài ký, vài ký cũng có. Đi gom cực có cô chú anh chị. Quá đẹp như vậy. Lâu lắm không có lên đây. Cái mực lá này nè cô chú anh chị, gà mua thì nó rất là dễ, có mực đẹp vậy nè, trắng không, sống không nè, quá đẹp, đi không nổi luôn, đẹp lắm, đẹp quá. Đồ có nhiều mà mua rẻ. Có là hết hầm là được mấy ngày phải không? Quay có cái xác không vậy? Cái xác này có lợi của chú anh chị à. Nay 170 mà nó không có bự không nha. Đi, cái xác lúc này nó không có bự của chú anh chị ơi. Nó nhỏ 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 không à. 170 ngàn mà nó không có bự. Lúc hỏi nó bự. Khủng. Ba mấy ký không? Ba, hơn hả? Mày bốn mấy á. Quá trời luôn. Cá đuôi già. Quá trời quá đất, cá đuối này chỉ bán khứa gà bán quá trời cá bự. Có con nó giống luôn hả? Như vậy. Rồi. Con cá đuối con trong đây nè. Ừ. Ừ con cá này. Nó sắp đẻ rồi, con cá sắp đẻ luôn rồi. Đẻ. Thằng lú đuôi con cá con ra nữa nè. Tội nghiệp nó quá, bị bắt mà chưa kịp đẻ nữa. Giờ còn cá con ở trong hàm nàm ở trong. Cái này là riêng đó không? Ba mấy ký kia là riêng không? Mười ký này lấy liền. Không, phải tính chung với ba mấy ký đó. Tính gọi trả tiền hết rồi đó. Bây giờ anh lấy cho em 10 ký loại nhiêu? 20 con trong cái này nó nãy nó nhiêu? 20 con giờ hết rồi. Hết luôn hả? Bây giờ còn hàng dẻo qua được không? Không. Bây giờ còn hàng dẻo qua. Giờ nó điện không được. Hết kiếm ra rồi. Hết kiếm ra luôn hả? Cháy luôn đó hả? Ừ.
Con giờ giá 350 cái. Giờ sao ta? Tại bữa nãy mới dám mua chị ba, tại thấy lên 20.000 đâu dám mua. Giờ ổng điện lại ổng nói thôi mua đại đi. Cái chị bán nhiêu không? Nhiều. 180.000 thôi. Giờ là con là 225 không hả? Còn hàng kia là hàng chữ. Hiểu rồi thôi. Đầu mực nang bữa nay nó không có, bây giờ nó lấy là đầu mực lá này sáng mắt không la làng nữa. Đầu lá lớn này như vậy. Gần như nó mắc hơn 50.000. Tại em mua đầu nang. Này như vậy. Không. Không vũ nhiêu. Đầu mực nang của nó không có luôn chứ chị, đầu nang lớn á. Giờ dặn 3 kg mà giờ không biết lấy đầu lá không. Không lấy không có đồ không ăn luôn. Mua được mấy món rồi giờ thiếu đồ mực. Chả này nhiêu. Chả y 250. Y gắt. Em đâu mua y gắt. Bình thường hai người ăn đi giặt thôi. Ờ, vậy hả? Là toàn bộ là bán giả mạo đúng không? Bởi vậy, cái tiền của Tương là cát. Đúng rồi. 203, 204, 202. Còn của Tương là 206, 205. 206 mà cá hạ qua mai báo ngày hạ đi. Thì nào cho em biết là em đâu có ăn đồ pha đâu. Bởi Tương nào giờ thì ăn đi giặt không? Đi giặt. Bởi Tương mắc lên cũng cao. Chị bán người ta có 204 thì bán 206 rồi, giá của nó rồi. Hôm nay còn 240 rồi chú anh chị, chả là 2 nha. Chả hát lát còn mắc hơn nữa, hát lát nào cũng mắc hơn cái lần 2 chứ. Mà Tân thì nói là cũng như là cá hát lát hay là cá lần 2 ăn cũng dai hết. Nhưng mà con cá hát lát ăn cái nó dai của nó mà nó dai mềm. Còn cái con nàng hai thì nó dai mà nó cứng hơn cô chú anh chị, cứng thịt hơn. Còn cái khác khác nó ăn nó mềm thịt hơn thôi nên nó mắc. Sổ gạm quá gạm ơi. Rồi vô này đem trả cá hết đi. Cái này của anh cho dài ra ra. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nên trăm cây cho tốt rồi đi. Gạm của anh cân dây thảo. Mấy ký biết không? 5 ký mấy hả? Cóc em. Cóc nhiều vậy em? Cóc này đẹp quá à. Cóc mấy hôm nay có thường luôn hả dạo? Không. Hôm qua có rồi. Hôm qua có rồi. Còn mấy con thôi. Nhiều à? Đâu có thường. Nhiều à? 7 à? 8 á, 7. Bớ à? Anh biết là 180.000, 98 mà. Cho cái này rồi. Ngon lắm. Qua cá đỏ. Cá lưới lên ngon. Thấy nhiều quá. Mới dặn mới qua quay thấy cái này dặn có còn hên chứ cá này dặn hên xui lắm. Cá này hên xui ít lâu lâu mới có. Không có hoài đâu. Có khi có con còn. Ờ, có bữa sao lên có con hai con, đâu có nhiều gì. Cá cứng ngắc luôn. Cứng như có củi à. Để coi mấy con. Nhiều bé. Con này hả? Đây rồi. Nó ăn sao nổi tại. Đi giáp chợ chân đi giáp xứ chân nãy giờ có chỗ không có. Bớt không? Bớt không? Giá quá trời giá luôn. Anh 17 đây. Lên 2 kg.
mắc quá bé. Hai cái lụa trong đó đi ra thêm. Mắc quá trời mắc bé ơi. Trung Quốc ăn cái gì bây giờ quá trời mắc hết trơn. Con này thì nó ngon, ăn mập tới da luôn. Không lấy tỏi da không? Có tỏi gà mắc không? Rẻ ghê luôn. Nhiều. Bữa nay rẻ gì? Bữa nay sao rẻ dữ vậy? Hả? Giờ sao rẻ dữ vậy? Vô mùa nó bội. Vô mùa hả? Khoảng 300 mấy không? Ừ. 300 mấy. Rẻ hả anh này? Vô mùa rẻ hả anh này? 2 ký thôi. Mập quá hả? Lúc vàng luôn. Lúc luôn. Không gầy hả? Chứ không có bữa nay về cái đống cái lèn. Mới gầy hơn. Gầy 200 mấy. Gầy. Cái này gậy ghé cho anh này. Hai cội nữa. Này 36 á lấy đi. 36 ghé rồi. Mỗi lúc cứ 4. Đấy đấy. Ghé là 36 là ghé rồi đó hả? Ừ. Này 10 con, 8 con, 10 con cái. Ốc gai nè, ốc gai 230 hả? Con này hôm bữa về nhắc hết trơn, bữa kiếm con không đỏ không mắt không, không có ốc, ăn ốc còn nặng cái vỏ mà ăn ăn đâu có cái mình xíu à. Gai đẹp không? Nước con thiếp luôn, con dám bỏ luôn. Rồi hôm nay thì Tân quay đến đây xin kết thúc clip của chú anh chị ơi. Thì Tân xin cô chú anh chị về nghỉ một ngày nha. Hôm nay Tân đi về đi đám. Thì nghỉ một đêm rồi qua đêm sau Tân đi chợ tiếp. Cô chú anh chị có đặt hàng thì đặt bữa sau nha. Chứ bữa tối nay là Tân không có đi chợ. Thì cô chú anh chị có dặn cái gì thì dặn ngày hôm sau nha. Sáng thứ ba Tân mới giao được. Sáng thứ hai Tân nghỉ.